vị khán giả. Được sự thống nhất của các chị em trong team Hà Đào, aerobic xã Hòa Phong và các cơ trưởng các đội aerobic các xã. Đặc biệt là chúng ta cùng chung sở thích, đam mê bộ môn aerobic. Hôm nay, team Hà Đào, aerobic xã Hòa Phong tổ chức đêm giao lưu aerobic chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Mong muốn chị em được giao lưu, học hỏi, thỏa thức đam mê, lan tỏa bộ môn aerobic tới mọi lứa tuổi. Lời đầu tiên, thay mặt cho team aerobic xã Hòa Phong xin gửi tới các chị em trong đội aerobic các xã, quý vị khán giả có mặt trong buổi giao lưu hôm nay, lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc đêm giao lưu thành công rực rỡ. Kính thưa các đội aerobic, quý vị khán giả đến dự đêm giao lưu hôm nay, xin nhiệt liệt chào đón một đội chủ nhà, team aerobic xã Hòa Phong, đề nghị chúng ta lộ một tràng pháo tay. Hai, team Ngọc Bích aerobic kẻ sạt Bình Giang. Ba, team Ngọc Huế câu lạc bộ aerobic Ngọc Hà Vân An. Bốn, team Vũ Nguyên aerobic xã Xuân Dục. Năm, team Hoa Hậu aerobic Sài Phi. Và rất là cảm ơn trân trọng sự hỗ trợ nhiệt tình không thể thiếu trong buổi giao lưu hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu MC Quang Dũng, MC Thu Minh và nhà quay phim Lắng Mùa Đông. Và sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả, đề nghị chúng ta lộ một tràng pháo tay để chào đón và cảm ơn. Và ngay sau đây, để mở màn đêm giao lưu hôm nay, xin mời MC Quang Dũng và Thu Minh lên dẫn chương trình giúp buổi giao lưu hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin cảm ơn lời của ban tổ chức, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vâng, tiếp tục chương trình, Quang Dũng và Thu Minh sẽ xin đến chương trình gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, quý vị khách quý như toàn thể các bà con yêu mến bộ môn thể thao, thể dục thể hình trong buổi tối hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu và quý vị khán giả thân mến, và chung với kỷ niệm thi đua của cả nước để chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 và hướng tới kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu của chúng ta, và được sự nhất trí và cũng như tất cả của các đội aerobic trong buổi tối ngày hôm nay, thống nhất đồng tổ chức một buổi giao lưu nhảy aerobic nhằm mục đích tạo mọi điều kiện để đoàn kết xây dựng phong trào cũng như phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương của các làng quê ngày càng giàu đẹp hơn. Vâng, vừa rồi tất cả quý vị ta đã thưởng thức cũng như là lời khai mạc của trưởng ban tổ chức cô Nguyễn Thị Nhàn. Vâng, sau đây MC Quang Dũng cũng như MC Thu Minh sẽ xin phép được dẫn chương trình và rất mong được sự đồng hành của tất cả quý vị khán giả chúng ta có mặt trong buổi bóng sân bóng nhà chị Tân Hiền trong buổi tối nay, sẽ dành những tràng pháo vỗ tay và những bông hoa tươi thắm dành cho tất cả các đội tham gia trong tham gia đồng diễn cũng như biểu diễn trong buổi tối hôm nay. Vâng, và để bắt đầu cho chương trình trong buổi tối hôm ngày hôm nay, vâng, sân khấu của chúng ta lúc này đang rất là nóng rồi. Vâng, xin mời tất cả quý vị chúng ta. Vâng, tất cả các đội đã chuẩn bị vào tư thế chưa nhỉ? Vâng, để bắt đầu cho chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời tất cả các quý vị đại biểu cũng như tất cả các quý vị khán giả trong buổi tối nay hãy đến một tiết mục đồng diễn của các đội tham gia trong buổi tối ngày hôm nay với động tác theo các cơ trưởng. Vâng, trên sân khấu là màn đồng bắt đầu màn đồng diễn của các đội 6 trên 6 đội team Ngọc Bích aerobic kẻ sạt Bình Giang, team Hoa Hậu aerobic Sài Phi, team Nguyễn Huế aerobic Yên Phú, team Vũ Nguyên aerobic Xuân Dục, câu lạc bộ aerobic Ngọc Hà Vân An, team aerobic Hà Đào aerobic xã Hòa Phong ạ. Vâng, mời các thành viên lên sân khấu ạ. Vâng, để cho những thước video và những thước phim được hay và được đẹp, ban tổ chức đề nghị tất cả các đội chúng ta hãy đứng cách nhau một sải tay. Vâng, hãy đứng cách nhau một sải tay để cho những nhiếp ảnh gia và những nhà quay phim chuyên nghiệp để đưa tới những thước phim đẹp nhất và hay nhất
sẽ đăng tiền trang nhất trong buổi sáng ngày hôm sau. Để được chứng kiến những vũ điệu của các vũ công trong buổi tối ngày hôm nay. Đang gấp và sạch chạy về ngay. Vâng, đặc biệt là những nhiếp ảnh gia, những phóng viên trên báo Tuổi Trẻ Thanh Niên, thông tin văn hóa thể thao của thị xã Mỹ Hảo cũng như tỉnh Hưng Yên đã về tại sân vận động của nhà anh Tân Huyền để kịp đưa tin gửi tới tất cả các quý vị ta yêu môn nghệ thuật thể thao aerobic trên toàn lãnh thổ của nước Cộng hòa Việt Nam. Chắc chắn sẽ mọi người sẽ theo dõi và cổ vũ cho các đội trong buổi tối ngày hôm nay. Đây rồi. Và bây giờ là vũ điệu aerobic của tất cả 6 trên 6 đội sẽ gửi tới tất cả quý vị đang có mặt trên sân bóng nhà anh Tân Hiền trong buổi tối ngày nay. Và chắc chắn rằng tất cả các quý vị đang theo dõi trên những tường này, những tường này sẽ luôn luôn là những chiến sĩ và những cầu thủ đội nhóm phải cho các cầu thủ aerobic của chúng ta trong buổi tối ngày nay. Tham gia vào phong trào nhảy aerobic để góp vui cho đời và nâng cao sức
Yeah!
khu quanh của chúng ta, di chuyển hết cơ thể đến nhiều khác còn để có một phong dáng cũng như là một thân hình đẹp cho các khu quanh của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay như thế này. Vì chắc chắn các khu quanh của chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để luyện tập cũng được có một thân hình đẹp đẽ như này và một bài tập đều và đúng như thế này. Và chúng tôi quan sát thấy có một quý vị khán giả trên sân khấu này đang rất là yêu thích cái môn thể thao này, và chắc chắn rằng sau buổi biểu diễn tối hôm nay thôi, chắc chắn ngày mai vừa sẽ tiếp tục và xin vào nhập đội Olympic thể thao của xã Phong. Và rất mong rằng trong tương lai tới đây sẽ có rất nhiều của các thêm trong xã Phong đấy dựng, và tất cả các quý vị của các xã khác nói chung chúng ta đồng loạt cùng tham gia chương trình Olympic thể thao để giành được sức khỏe cho chính bản thân chúng ta. Bởi chúng ta một người khỏe thì rất nhiều người vui. Các quý vị khán giả, hiện bạn thể loại trên các tuần này có một Facebook không những